ok luôn. Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải Gaming nha anh em ơi. Khải chúc anh em buổi tối xem live vui vẻ cũng như là xem video này vui vẻ anh em. Ở lần này thì Khải sẽ anh Evan. Evan tiền sâu nha anh em. Evan tiền sâu nha mọi người. Như anh em đã thấy thì Evan này là Evan mùng 8 tháng 3 quốc tế phụ nữ anh em. Thì như anh em mua nhanh á thì anh em tốn 10 kim đến anh em anh. Còn anh em ép như Khải thì tốn chỉ 7 kim thôi anh em. Và kèm thêm ít điểm tốn kim và nguyên liệu thôi. Rồi để trước khi vào cái vấn đề cái event mùng 8 tháng 3 này nó ra sao, như thế nào, thì anh em cùng theo Khải tìm hiểu thử trên này thử cái event này nó ra sao nha anh em. Đây anh em, event đây, quốc tế phụ nữ đại xã tắc. Đây, ok chưa? Đó, như anh em cũng đã nói thì cũng đã thấy thì đây là cái event mùng 8 tháng 3 quốc tế phụ nữ nha. Đây anh em, cái hộp quà này là Khải đã tranh ra, Khải đợi dành anh em khoảng 5-6k này, chuẩn bị Khải mở này. Và sau khi mở thì sẽ được hoa hồng lam, hồng trắng, hồng xanh và hồng vàng, có 4 loại hoa hồng. Và hoa hồng thứ năm đó là hoa hồng đỏ. Thì hoa hồng đỏ này mua ở tống kim nha anh em, 50 điểm tống kim nha anh em. Thì 1.000 cái thì tốn khoảng 50k điểm tống kim. Đó, thì có thể ép được Evan. Còn này là dây bó hoa. Món này là mua ở Tương Dương Lỡ Quang. Cái này là tiền xu này, chuẩn bị Khải nghĩ dây bó hoa hạnh phúc này. Còn cái chỗ này là tiền vạn, là ít hôm nữa gom tiền vạn mới ăn sâu nha anh em. Và sau khi ăn xong thì sẽ có tiền phụ nữ cá nhân và đu tóc cái ban hội. Thì cái này đã nộp cho ban lấy kinh nghiệm nữa nè. Rồi, coi như anh em thấy thì cái event bó hoa hồng chân thành thì cái này là tiền, gọi là tiền vạn nè. Event tiền vạn thì Khải chưa anh nè, bỏ qua đi. Rồi tối nay thì Khải sẽ anh bó hoa hạnh phúc nha nè, bó hoa hồng hạnh phúc nha mọi người. Thì anh 1.000 cái thì sẽ được khoảng 800 triệu. Đó anh em lưu ý nha, một cái là 800 triệu, một cái là 800.000 Excel. Anh 1.000 cái là được 800 triệu nha. Đó, đây là nguyên liệu ép nè, như bên trên Khải vừa nói. Và sau khi anh thì sẽ được làm bài bút xanh, là bài đặc biệt này, hồng minh thận này, thiệp nữ, thiệp phụ nữ đua tốt cá nhân và ban hội, nhẫn tiềm năng kỹ năng, hai cái này quan trọng nhất rồi nè. Đó, tiềm năng kỹ năng của anh được bộ rưỡi là ok luôn nè. Thị tinh hồng bảo thạch là ba bí kíp, phú dương lộ, thiên hán bằng nhiều tâm kinh, sư đồ giang hồ, thiên thủ lộ quá tử, thiên sơn bảo lộ, sát thủ giảng, lệnh bài phong độ. Số lượng anh em tùy theo số lượng đúng cái móc thì sẽ được tặng thêm mấy chục triệu nữa nha nè. Đó, sau khi móc được 1.000 thì sẽ được một cái vòng sáng hạn sử dụng 20k, quên hạn sử dụng 20 ngày. Và hơn sẽ được lệnh bài nữ, lệnh bài boss nữ thần và thẻ chuyển giới. Và sau khi mở cái hộp quà này sẽ được hồng binh thạch, thị tinh và ngựa. Rồi ok. Đó, nói sơ qua cái event là như vậy thôi nè. Nói chung thì ép tốn khoảng 7 kim. Thì khoảng 7 kim thì tốn khoảng tầm 500k nè. Khoảng tầm 500k thì anh em có thể nghe event rồi. Và bây giờ thì trước khi anh thì Khải với anh em cùng quay lại game này. Đây, Khải sẽ mở mấy cái túi này nha anh em. Đó, Khải mở mấy cái túi này. Khải lấy 4 loại hoa hồng nè. Bên này thì Khải có một mớ hoa hồng đỏ Khải mua rồi, mua sẵn nè. Bây giờ thì chỉ việc mở túi nguyên liệu thôi nè. Mở túi nguyên liệu rồi, đủ 1.000 cái rồi chúng ta sẽ bắt đầu ép thôi. Anh em đang xem thì đừng quên cho Khải một like chia sẻ cho anh em ơi. Và tí nữa Khải sẽ cho anh em dự đoán kết quả. Nếu như anh em nào may mắn thì sẽ nhận được ngay 50k cạn anh em ơi. Thương hút vẫn còn nha Hải Phạm ơi, thương hút Khải vẫn còn nha Hải Phạm. Đây, thương hút Khải vẫn còn nè. Vừa đập lên cấp 10 nè. Tốn gần 2 kim đập lên cấp 10 nè. Hôm qua là cấp 8 thôi. Ơi, hôm qua là cấp 6 thôi. Hôm qua là cấp 6 thôi. Hôm qua là cấp đâu? Cấp mấy ta? Cấp đúng rồi, cấp 9, hôm qua cấp 9. Khải mua cái phổ thương Khải ép lên. Còn cấp 6 là cái sông đao, cái sông đao là Khải ép lên cấp 10 là Khải hóng binh rồi. Rồi Khải đang mở 1.000 mỗi loại nha anh em. Đó, anh em chờ dùm người lát. Trong thời gian này thì anh em đỡ lại cho Khải một like chia sẻ nha em ơi. Sau khi Khải bảo anh em bắt đầu dự đoán, bắt đầu dự đoán thì những cái comment của anh em mới có giá trị nha anh em. Hiện tại giờ anh em đang xem và đừng quên ủng hộ Khải một like chia sẻ nha anh em ơi. Hello 24, hello anh em. Rồi ok. Đó, như anh em cũng biết thì anh em mà đang ở xem ở trên tất cả fanpage thì cứ lên kênh YouTube nha anh em. Lên YouTube nha anh em. Anh em chỉ việc lên và dự đoán cấp và phần trăm gần chính xác nhất thôi thì anh em sẽ nhận 50k cho vui nha anh em ơi. Có nhiều người nhận rồi đó, đừng giỡn mày. Đâu ta? Bắt đầu chưa? Chưa viết lưu rồi, đợi tới viết lưu rồi. Khi nào Khải bảo bắt đầu mới bắt đầu nha anh em. Rồi, không tham gia, đừng nói lời cay đắng. Chuẩn bị anh Evan Việt Nghiễn ơi, chuẩn bị anh Evan Việt Nghiễn ơi. Đợi Khải mở cái túi hoa hồng và lấy mỗi thứ 1k đó nè. Còn cái hoa hồng đỏ này thì Khải chuẩn bị 1k từ tổng kim rồi. Là này tốn khoảng 50k điểm rồi nè. Đó, đợi tới nha anh em. Khải gom cho đủ rồi, Khải ăn cho anh em xem. Rồi cái này chỉ dư chứng k cái này. Dư chứng k cái này. Hello Việt Nghiễn, hello anh em mới vô nha. Hello Bảo Trân, hello tất cả mọi người. Anh em đang xem thì cho một like chia sẻ cho anh em ơi. Đợi Khải ép nguyên liệu xong xuôi đâu đó thì Khải sẽ bảo anh em bắt đầu, thì lúc đó sẽ bắt đầu dự đoán nha anh em.
Hôm nay thì anh em cùng xem Khải cũng như là anh em là chưa biết cách ép nguyên liệu thì cứ làm theo Khải sẽ bắt đầu có thể ép nguyên liệu nha anh em. Cũng như là anh em Vinh của mùa mùng 8 tháng 3 này nha anh em. Rồi ok. Khải vứt ba cái này đã. Ok anh em, bây giờ Khải đi ép nha anh em ơi. Anh em đánh tay cho một like chia sẻ đi anh em ơi. Đánh tay like chia sẻ này anh em ơi, Khải đi ép một cái. Ép xong rồi bắt đầu ăn thôi anh em. Ép xong thì bắt đầu ăn và lúc đó bắt đầu dự đoán thôi mọi người. Đơn giản thôi. Đây, Khải sẽ mua dây bó hoa hạnh phúc này. Khải sẽ mua 1.000 cái nè. Khải sẽ mua 1.000 cái. Mua 1.000 cái nè. Là 7 cao su nè. Rồi ok. Sau khi xong thì Khải sẽ... Hello mọi người, hello anh em nha. À, đây anh em ơi. 1, 2, 3. Không, không nhồi thuốc làm gì đâu. Khải mới công, Khải đứng, Khải làm video mà. Chứ nhồi thuốc biết mà. À, đây, Khải sẽ ép cái mua được không? Bây giờ Khải ép nha anh em. Đó, ghép bó hoa hạnh phúc. Gọi vậy. Ghép bó hoa hạnh phúc anh em ơi. Khải sẽ cần, đó, tất cả nguyên liệu có sẵn ở đây. Bây giờ ép 1.000 cá thôi nè. Đó, ok chưa? Rồi, anh em thấy ok chưa? Rồi nè, bây giờ nè. Bắt đầu dự đoán anh Mark Evan Su 1.000 cái. Đó, thì lên cấp bao nhiêu cộng phần trăm? Chính xác từ 10% đổ lại sẽ nhận 50k. Rồi đó anh em bắt đầu dự đoán nha mọi người. Đó bắt đầu dự đoán nha anh em ơi. Anh em đang xem thì hãy kích vào link YouTube chuẩn bị bắt đầu dự đoán anh em ơi. Hơn 120 anh em đang xem trên kênh YouTube này của Khải này anh em. Anh em bắt đầu dự đoán anh em ơi. Sau cái comment của Khải thì bây giờ bắt đầu anh em dự đoán đi. Và Khải anh đến lúc khoảng tầm 100 hay 150 cái Khải sẽ cho tất cả ngừng dự đoán nha anh em. Khải sẽ cho tất cả ngừng dự đoán đỡ cái tỷ lệ anh em dự đoán chính xác hơn nha anh em ơi. Chứ Khải mà ăn gần cờ cuối quá thì những cái ông mà họ tranh thủ anh em, họ chờ đến cuối họ dự đoán thì công đâm ra nó không được hay lắm anh em. Anh em hiểu vấn đề không? Đó, anh em nào hay xem trên like stream kênh Khải cũng như là các event thì anh em cũng biết rồi. Và bây giờ thì Khải sẽ ăn nha anh em ơi. Đây, trước khi ăn thì coi nghiên cứu cái bình water của các nhà thông rau anh em. Các nhà thông rau anh em. Ở đâu? Đây. Đó, bắt đầu dự đoán này mọi người, đúng rồi, mọi người dự đoán một lần nha anh em. Khải chỉ lấy một lần duy nhất thôi nha anh em. Anh em không nên dự đoán nhiều lần nha. Anh em dự đoán nhiều lần thì Khải cũng tính một lần duy nhất thôi anh em ơi. Chỉ một lần duy nhất thôi anh em, chứ anh em đừng có dự đoán nhiều. Đây, đây là Khải cánh bình mình bán người. Bắt đầu anh cho anh em xem. Cái này anh cho cả đội anh em, nó Khải cho đội luôn. Ok. Rồi, dự đoán đi mọi người ơi, trong thời gian rảnh tay dự đoán đi anh em. Bây giờ Khải sẽ ăn nè anh em ơi. Khải sẽ ăn đi nhảy theo các thành nha anh em. Đúng rồi, mỗi người dự đoán một lần nha anh em. Rồi, nốt. Như đây. Không biết là bao nhiêu cấp anh em ơi, không biết là bao nhiêu cấp bao nhiêu phần trăm, Khải chính Khải cũng không biết được anh em ơi. Nên là anh em cứ dự đoán mỗi người một lần duy nhất nha anh em. Nếu như anh em nào may mắn thì sẽ nhận ngay 50k cạc từ Khải cho vui nha. Nhận ngay cái livestream ngày hôm nay luôn nha anh em. Một bình tiên thu lộ. Chưa, vẫn chưa thấy gì anh em ơi. Tầm này thì như nãy Khải nói á, ép xong thì anh mà ra nhận kỹ năng tiềm năng thì mới ra mới ok rồi anh em. Nói chung có thì mình cắn thẳng với mặt luôn. Còn không có chịu anh em ơi, gọi là quá đen nè. Gọi là quá đen mọi người. Nhiều anh em dự đoán cấp 100, cũng có thể là Khải lên cấp 100 đó nè. Cũng có thể Khải lên cấp 100 đó nè. Mà không biết là bao nhiêu phần trăm thôi nha. Hello anh em, hello Vinh Ngô Thanh. Anh em này nọ nhanh nhanh lên kênh YouTube Linh Minh chơi anh em. Lên kênh YouTube Linh Minh chơi anh em. Linh YouTube dự đoán mới được chính xác nha anh em ơi. Ở fanpage là Khải không đồng ý nha mọi người. Hiện tại kênh YouTube hơn 120 anh em nè anh em. Đó là những người đó có quyền tham gia dự đoán nè anh em. Anh em nào mà đang xem trên fanpage nè, anh em kích lên YouTube đi nè em ơi, link YouTube bên trên nè. Ôi nãy anh gần 200 mấy cái nè em. Chưa có gì luôn. Ôi mắt nhỏ. Rồi ok, Khải đi thành khác anh em ơi. Đồ xanh xanh mà nhỏ vậy. À, vừa rồi được gì đây? Một cái lệnh bài phong độ, 1 phút duyên tiểu, 2 cái bình tiên thủ lộ, chả có gì luôn nè em ơi. Cánh bình tiên thủ lộ luôn đó. Thử thì một thiên sơn cánh luôn, thiên sơn cánh luôn. Khá nhiều anh em dự đoán 97 cấp. À, Khải nghĩ là gần 100 cấp anh em chứ không phải 97 đâu anh em. Úp cấp này. Gì đây? Đại lực là bao. Trời ơi, nãy giờ gần 300 cái rồi chưa có một cái nhẫn nào luôn anh em. Đồ cho mong sao anh được cặp nhẫn anh em. Mong sao anh được cặp nhẫn kỹ năng tiềm năng này nọ cho nó thơm rau các anh em. Lại tiền thấu lộ. Lại tiền thấu lộ rồi. Anh em hãy dự đoán, lưu ý là dự đoán cấp cộng với phần trăm nha anh em. Cộng với phần trăm nha anh em. Đó, chỉ cần ví dụ như cấp 99 30%. Đó. Nếu anh em dự đoán gần chính xác nhất tầm 10% quay đầu, ai nhanh chính xác nhất thì Khải sẽ trao giải 50k cho người đó nha. Ai một tiên một cái tự thì tin anh em ơi. Thôi đi thành khác rồi, đủ đèn quá. Hai thành gần 300 cái rồi chưa có gì nữa. Và đại lý.
Hello em Hải Hòn, hello Duy Trần, hello Hữu Dương, hello tất cả mọi người. Chúc anh em buổi tối xem live vui vẻ nha anh em. Hello Minh, hello anh em. Nhớ like và share luôn nha mọi người. Why, một viên tinh thần anh em ơi. Một viên tinh thần bảo thạch. Ai chà, gần 500 cái rồi chưa có cái nhẫn nào luôn anh em ơi. Khả năng cần cái nhẫn kỹ năng anh em ơi. Mong sao có hai nhẫn kỹ năng úp vào điểm luôn anh em ơi. Tối nay đánh tung kiều cho nó sướng. Hello Trung Hiếu Lê, hello Thiện Quang. Đúng rồi anh em. Ui, lại một thủy tinh và một phúc duyên đại nè. Một sát thủ giảng hộ. Một bàn nhược tâm kinh. Một sát thủ giảng, một bàn nhược đó. Ui, bàn nhược cái sát thủ giảng nhiều vậy ta. Một lỡ ba bí kíp. Gần 500 cái rồi mọi người. Trời ơi, nhỏ dữ ta. 500 cái chưa thấy gì luôn em. Một tiền thổ lộ. Một tiền thổ lộ. Một tinh hồng. Rồi, đúng 500 cái rồi chưa. Vẫn chưa thấy cái nào luôn. À, tiếp tục anh em, tiếp tục tìm vận mây. Tiếp tục quay tay vận mây sẽ đến em ơi. Hello hơn 140 anh em đang xem trên kênh nha. Anh em đang xem cho Khải một like anh em ơi. Tiếp tục anh em còn 500 cái cuối cùng. 500 cái cuối cùng kia mới nhận ơi. Nhận kỹ năng nào. Trời ơi lại tiên thấu lộ. Thôi xong tôi ơi. Xong tôi ơi. Hiện tại anh Evan này thì tốn 7 kim kèm theo một khối minh thạch kèm theo điểm tốn kim. Và tìm kèm theo 5k túi nha nè. Anh em nào chưa biết cách làm thì cứ làm theo video Khải sẽ ép được nha anh em ơi. Hello Vương, hello Minh Lê Đăng. Anh em đang xem thì đừng quên đón lại Khải một lần như là đăng ký kênh. Sau này có Evan hoặc là cái vấn đề gì Khải sẽ làm mini game tặng cho anh em trực tiếp trên kênh cho vui nha. Nếu như anh em dự đoán đúng và nhanh chính xác nhất nha. Lưu ý chỉ dự đoán một lần nha. Thì Khải sẽ phát cho người đó. Sau cái buổi này thì Khải sẽ chết. Khải sẽ chết cùng anh em. Ai dự đoán nhanh chính xác nhất cấp với phần trăm tương đương tầm 10% quay đầu thì người đó sẽ nhận nha anh em ơi. Nhớ là nhanh và chính xác nhất nha. Và đừng lơ quên like chia sẻ mạnh nha mọi người. Hello cậu Tư, hello anh em. Một lần bài boss cho trời ơi, một lần boss đặc biệt. Gì mà gần 700 cái rồi mới một lần bài boss ta. Chết tôi rồi. Chết tôi rồi. Một tinh hồng bảo thạch. Chết tôi rồi. Một tiên thổ lộ nữa anh em. Úp cấp 98 rồi. Hiện tại như Khải nói thì khoảng 150 còn 150 cái cuối Khải sẽ ngừng nha anh em. 150 cái cuối Khải sẽ ngừng không ăn nữa nha anh em ơi. Và Khải sẽ chốt không được dự đoán nha anh em. Trời ơi, chưa có một cái viên kỹ năng tiềm năng nào luôn. Nhỏ quá, nhỏ quá, chết tôi rồi. Về Tương Dương gái ơi. Chết tôi rồi nè em ơi. Hello nè em ơi, vô gì đây? Thiệt là hả? Chết tôi rồi. Còn 200 cái nè em ơi. Còn 150 cái, Khải ngừng nhiều đón nha mọi người. Khải sẽ chắc ngừng nhiều đón trên kênh nha. Trời ơi, 100. Ôi, còn có 100 mấy cái, không có một cái nhẫn luôn. Chết rồi, còn cái nịt rồi. Anh nghĩ mình cái này to rồi nè em ơi. Không có một nhẫn luôn. Chết rồi. Hello Phi Hổ nha, anh em hãy kích qua kênh YouTube để dự đoán nha anh em. Rồi, tất cả ngừng dự đoán, Khải sẽ chết anh trên. Tất cả ngừng dự đoán. Rồi, sau cái câu comment tất cả ngừng dự đoán thì bây giờ Khải sẽ ăn thoải mái anh em ơi. Rồi, Khải sẽ ăn đến cuối cùng, ai sẽ dự đoán đúng thì người đó sẽ nhận 50k cạc nha anh em. Dự đoán cấp và phần trăm đúng chính xác nhất sẽ nhận 50k cạc nha. Trời ơi, anh em còn trong cái cuối cùng. Chết rồi, cố lên anh em, đủ xong có nhẫn đâu vậy. Tổng điệp đâu vậy. Nhẫn đâu anh em. Kiếm cái nhẫn kiếm đen ơi anh em. Trời ơi còn vài chục cá thì to nè. Cắt rồi, hết chỗ rồi anh em ơi. Ngừng rồi nha anh em ơi. Mạnh Nguyễn này, Chu Minh này, comment không được đến tính nha anh em. Sau cái câu Khải chat trên kênh là không được dự đoán rồi nha anh em. Tí nữa Khải sẽ chết lại từ cái kênh YouTube luôn nha. Anh em mà dự đoán nhanh chính xác nhất sẽ nhận nha em. Thôi xong. Thôi vĩnh biệt cụ luôn anh em. Đồ đúng có hai lần bài boss anh em ơi. Nhỏ quá, Khải quá đen rồi anh em ơi. Quá đen rồi. Trời ơi không có gì luôn. Thôi xong. Không có một cái nhẫn luôn, xin lỗi đời quá đen. Thôi chấp nhận là thương đau anh em. Rồi cái cuối cùng đã Khải mở cho nó khỏi chặt rương anh em ơi. Chấp nhận thương đau rồi. Tính ra là 7 kim hơn mà vẫn chưa có gì gọi là chết tôi rồi anh em ơi. Đã Khải giao dịch qua mấy cái chỗ chặt rương anh em. Má nhỏ quá không có gì luôn rồi. Còn đúng một cái cuối cùng đã mở lấy cái cuối cùng cái mắt cuối cùng anh em. Biết mắt cuối cùng được gì đây. Không biết ai anh em nào dự đoán đúng đây. Còn một cái cuối cùng rồi nha anh em. Ngừng tất cả rồi nha mọi người. Không được dự đoán rồi nha anh em. Đến bây giờ là ngừng rồi nha anh em ơi. Cho dù anh em có dự đoán thì cũng không tính nha anh em. Ngừng hết tất cả rồi nha. Trời ơi tốt cho tôi ơi. Cái nhận. Cái cuối cùng. Thôi xong cái này thì vứt qua hết cả lon đi anh em ơi. Mấy cái này không giá trị thôi. Còn phải kiểu vứt qua đi anh em ơi. Còn đưa lại mấy cái này đi. Còn mấy cái bình tiền thông lộ phải vứt qua một bên đi. Hai cái hóa minh thạch này được ba cục tinh hồng. Hai viên thủy tinh. Thiếu là hãng này nọ. Rồi mấy cái viên tiền thổ lộ phải vứt qua một bên nha nè. Tại vì mấy cái này nó bán không quá giá. Tại vì nó có mấy chục xu à. Rồi Khải sẽ mở bây giờ. Khải sẽ mở cái cuối nè mày. Và sau khi Khải mở cái cuối thì Khải sẽ chốt xem anh em nào dự đoán đúng và nhanh chính xác nhất sẽ nhận ngay 50k tại buổi livestream ngày hôm nay nha nè.
Rồi mở. Như đây. Một lệnh bài bất nữ thần. Trời ơi mụn xích thố không có gì luôn. Đã khải chốt thử lời hệ lỗ chắc lỗ sắp mặt ra nè mày. Bảy kim mà nhận lệnh bất lệnh bài bất được khải kèm cho anh em xem nha. Nói chung là không có hai cái nhẫn là thấy lỗ sắp mặt rồi. Một cái lệnh bài bất nữ thần này trung bình là 700 xu cộng với 3 viên tinh hồng. 3 viên tinh hồng này thì nếu mà bán ra ngoài thì khoảng 300 xu nhưng mà bán nhanh thì 250 thì khả tính 3 cục là 750 đi. Đó. Tiếp tục hai lệnh bài boss đặc biệt thì cái này thì bán nhanh đi thì được 250. Khả hy cộng cho hai cái là 500. Rồi hai cục hồng binh, hai cục hồng binh này nếu bán nhanh thì khoảng 400 thì hai cục là 800. Đó. Rồi cái bảy giang hồ này là 70 xu khỏi nói anh em ơi, thiếu hẳn khỏi nói. Hai cục thủy tinh này thì bán ra ngoài nếu mà bán nhanh thì khoảng 350 xu. Một cục 200 và một cục 500 150. Rồi cái này móc 1k thì sau này hết ngựa hoặc là gì đó ai cần ngựa mở ra cho anh em thôi. Rồi, tính ra là một lỡ 3 bí kíp cái này thì khoảng hơn 300 xu. Nói chung là tổng lại thì chỉ được 3k4 và kèm theo khoảng tầm 10 bình tiền thổ lộ đi. 10 bình tiền thổ lộ thì khoảng 300 xu, cộng thêm 300 xu nữa. Rồi, nói chung là bỏ hết 7 kim 3. Bỏ hết 7 kim 3 thì Khải lời được một cái là Khải lên được 2 cấp rưỡi nè. Cái đầu tiên là nói lời 2 cấp rưỡi nha nè. Là 7 kim 3 mà Khải thu lại 3 kim 7. Trời ơi, lộn ngược vãi rồi. Bỏ 7 kim 3 thu lại 3 kim 7. Rồi, trừ cho 7 kim 3. Đủ giật. Là mình lỗ 3 kim 6 nè. Đó, mình lỗ 3 kim 6 nhưng mà mình bù lại là mình được 2 cấp rưỡi nha nè. Rồi, không đỡ anh em chờ đợi lâu nữa. Bây giờ chúng ta sẽ chép thử ai vừa đoán đúng nè. Hiện tại như cấp Khải là cấp 98, 81%. Anh em cùng trở lại với kênh YouTube cùng xem dò thứ ai chính xác nhất nè em ơi. Đây. Đó, như Khải là anh em cùng xem nha. Đó. Đây, Khải cho anh em đọc lên bài đó. Rồi. Đây, đây là của Khải. Đây. Như anh em cũng thấy thì trên này cũng khá nhiều anh em vừa đoán đúng chưa? Hiện tại của chính đây, chính đây. Cấp 98, 81%. Và bây giờ thì anh em cùng chết nha anh em. Đây anh em cũng thấy cái trên like không nè. Đó. Không có sai nha anh em. Đó, Khải sẽ chết chính xác ai vừa đoán đúng và nhanh chính xác nhất. Và không chỉnh sửa nha. Không chỉnh sửa nha. Hiện tại là như Khải thấy đó là Đào Hiếu, anh em có thấy con Đào Hiếu không? Đào Hiếu cấp 98, 75%, có vẻ như là gần chính xác nhất, khoảng tầm 6%. Đây là dự đoán có vẻ như khá là chính xác. Gần 75 và 81 thì khoảng 6%. Rồi, khoảng 6%. Và cái này 99% bỏ này. Việc nghiễn tiếp tục cũng là 99, 87%. Cũng trên nhau 6%, cũng trên nhau 6%, nhưng mà Đào Hiếu lại là người dự đoán nhanh nhất nha anh em. Rồi chúng ta cùng chép tiếp tục thử ai hơn Đào Hiếu nữa không nha. Rất là tiếc là Việt Nguyễn vẫn là chính xác nhưng mà với 6%, nhưng mà lại comment thứ 3 rồi là thua Đào Hiếu rồi. Duy Võ 98, 65, 65 cách quá xa 15 rồi. 98, 10 cũng xa quá. 98, 99, 10 cũng xa quá. 98, 67 cũng xa quá. 98, 89 thì cách 8% rồi, không được rồi. Rồi 98, 92 thì cách 11%, không được rồi. 100 không có luôn. 98 số 10. Rồi tiếp tục Hiếu Võ này. Hiếu Võ là 99, 86% thì Hiếu Võ chỉ trên nhau 5% thôi em ơi. Hiếu Võ là sẽ đã lật ngược được anh Đào Hiếu bên trên là 98, 75% nha em. Tại vì Đào Hiếu là 98, 75% là cách 6%. Và đây là Hiếu Võ nè. Hiếu Võ là 99, 86% thì chỉ cách 5% thôi. Thì có vẻ như là Đào Hiếu Võ sẽ là người dự đoán chính xác nhất. Chúng ta cùng tiếp tục ai hơn nha. Đó, cuộc chơi của chúng ta đang dành cho anh Hiếu Võ. Chỉ trên nhau 5% mà thôi. Minh Trần 9899 cách xa quá. 9852 cũng quá là xa. 90 15% quá xa. 9940 quá xa. Đây, tiếp tục người tiếp theo. Nhưng mà anh ta ai nhầm cấp 99 là nhầm rồi anh em. Nhầm nha, 88 mới đúng rồi nè. 98 mới đúng rồi nè. Vậy là vẫn Đào Hiếu anh em ơi. Khải vừa rồi khải nhầm ông Hiếu Võ này dự đoán đến 99 cấp là không phải nè. 98 mới đúng nha. Là phần thưởng chúng ta vẫn đang nguyên về cho anh Đào Hiếu như cũ nha anh em. 98 75%. Rồi tiếp tục anh em ơi, Hiếu Võ đâu. 98 75% vẫn dành cho anh đầu tiên nha anh em, Đào Hiếu nha. Còn Hiếu Võ như Khải nói thì nhầm anh em, tại vì ông dự đoán hơn đến một cấp lận anh em. Rồi tiếp tục Duy Hình 98 52, 98 99 quá xa rồi. 90 15 quá xa. 99 quá xa luôn. 99 quá xa luôn. Những người 99 là không cần tính đến anh em. 98 thôi. 98 56, 99 05, 99 58, 99 25 bỏ này. 98 cái này tùm lum tùm lưa rồi, không tính luôn. 99 46 bỏ này.
9875 thì cũng giống như người đầu tiên đó là Đào Hiếu 9875. Hiện tại bây giờ vẫn chưa ai qua Đào Hiếu nha anh em. Vẫn chưa ai qua Đào Hiếu nha anh em ơi. Đào Khải chết nhẹ lại anh các ơi. Đâu ông vừa rồi đâu rồi. 9875 đâu rồi. Đâu rồi. Xuống dưới xíu. Chiến Lê 9875 đây, từ số béo này. Chiến Lê không có này. Cục thức, cục thức đây 100. Quá xa luôn nè. 99 quá xa luôn. 9912 cũng quá xa. 9923 cũng quá xa. 101 cũng quá xa luôn. Thiết Bùi 99 quá xa rồi. Nói chung tầm cấp 99 là không tới nè em ơi. Chỉ 98 thôi. 99 khá nhiều em dự đoán 99 nhờ. 99100. Đây 9863 thì cũng không chính xác lắm. 99 quá xa luôn. 97 quá thấp. 120 quá cao luôn. 9987 quá cao luôn. 101 9850%. Hải Hòn thì 9850% không được chính xác cho lắm. 9930 9975. Mấy người 99 coi như bỏ qua rồi nè em ơi. Mấy người 99 coi như bỏ qua rồi. 9910 9970 9870 9870 thì vẫn thua ông kia. 9875 9887 thì cũng giống như ông kia, cách 5 cách 6%. 87 với 81 cả 6% nhưng mà lại dự đoán sâu rồi. Ông kia dự đoán trước hơn. NBLAC 995 9928 9860 9917 9988 là mấy cái người 99 bỏ nha nè. Mấy người 99 bỏ nha. Bỏ 99 nè. Bỏ 99 nè. Bỏ 99 nè. Bỏ 99 đây. Và đây là người có vẻ như là Khải thấy hợp lý và chính xác nhất nè em ơi. Hiện tại anh Vương đó, anh em cùng chúng ta cùng chết này cũng thấy thì Vương 98 cấp và 82%. Không biết lòng này có sửa đổi hay không thì Khải tí nữa Khải sẽ chết lại cùng anh em. 98, 82% chỉ trên nhau 1% rồi thôi. Có vẻ như đây là lật đổ ông đầu tiên đó là 98, 75% anh em. 98, 75% đã bị lật đổ bởi Vương. Đó, anh Vương này comment quá chính xác. Chúng ta cùng theo dõi xem ai chính xác hơn không. 98, 82% đang dành cho anh Vương. Rồi 100 bỏ này, 9820 bỏ này, 9857 bỏ này, 9797 bỏ này, 9847 bỏ này, 9896 bỏ luôn, 99 bỏ luôn, 9865 thì thấp quá, 99 bỏ luôn, 9823, 9865 cũng bỏ rồi. Sau cái câu tất cả ngừng nhiều đó nè em thấy không? Tất cả ngừng nhiều đó thì coi như là những comment từ Mạnh Nguyễn, Chu Minh, rồi Hải Đào, Hoàng Nam Nguyễn, Phiết Liêu, Lâm Minh Tuấn, cũng như là Tuấn Lê, rồi Nguyễn Hiệp, rồi Trường Nguyễn Thiện Quang. Tất cả người này không được tính nha nè. Rồi đỡ Khải cùng chết lại thử anh Vương anh có chỉnh sửa bài viết không nha nè. Bây giờ chúng ta cùng đếm từ dưới lên trên. Đó, từ dưới lên trên là Nghĩa Dương nè, Dương nè, Trương Duy Nguyễn nè, xem ai chính xác hơn đâu nha em ơi. Nếu mà anh Vương anh comment duy nhất một lần duy nhất thì chính xác cái phần thưởng này sẽ dành cho anh Vương rồi. 98 anh em cũng chết lại một lần nữa. Đó anh em thấy chưa? Anh Vương dự đoán khá là chính xác nè. 98, 81, 82%. Và hiện tại mình thì 91% chỉ trên nhau 1% thôi nè. Rồi 99 mấy người 99 bỏ nha em. 99 bỏ luôn. 99 9860 bỏ. 9899 995 9928 bỏ. 9910 9887 thì trên xấu rồi. 9870 trên khá là nhiều. Còn nếu anh Vương mà không chỉnh sửa như ông này nè, Hữu Dương này nè em không? Hữu Dương này ông này là ông rút lại thông báo này, coi như ông chỉnh sửa này nè. Đó chỉnh sửa không tính nha em. Đó thấy chưa? Như Hữu Dương mà có chính thì không tính nha em. Đó anh em lưu ý là chỉ dự đoán một lần thôi mà hủy bỏ thì không tính nha anh em. Rồi Công Nguyễn hủy bỏ này. 9799 9863. Mình sẽ đổi về 98 nhiều hơn. Rồi có vẻ như là Khải thấy là chỉ có mình anh Vương thôi anh em ơi. Đó cũng có là nếu mà trong cuộc chơi này có khoảng tầm 5 người gần dự đoán chính xác nhất, nhưng mà Vương là dự đoán chính xác nhất anh em. Và chỉ cách 1% mà thôi. Còn mấy anh kia cách đến 5-6% lận anh em. Rồi phần thưởng chúng ta là có kết quả. Sau khi một hồi chết khá là đau cân não thì đến công ngựa va thì Khải cũng đã chết ra được. Đó là anh Vương đã đánh đổ được Đào Hiếu. Đó, Đào Hiếu là một trong những comment rất là chính xác đầu tiên. Chỉ trên nhớ 1%, 6% mà thôi. Và sau đó thì đã bị anh Vương lật đổ anh em. Đây, anh Vương đây, Vương đâu? Vương là 98 90, đây 98, 82%. Đó, chốt kèo cho anh em. Chính xác chưa? Rồi anh em xem thì đừng quên cho Khải một like nha anh em ơi. Anh Vương ơi, inbox vào cái Facebook cá nhân của em để có thể nhận thưởng nha anh ơi. Để có thể nhận thưởng nha anh Vương ơi. 98, 82% chỉ trên nhau 1% mà thôi. Xin chúc mừng anh Vương. Đó, quá chắc luôn nè.